lớn lên trong nỗi ám ảnh về một ngày nghiệt ngã trong đời. Đột ngột mồ côi cả cha lẫn mẹ. Một cậu bé 10 tuổi và một em gái sơ sinh. Hớt xoáy, lăn lộn trong giới giang hồ để tồn tại và nuôi em khôn lớn. Vô tình cứu thoát một cô gái dịu dàng, xinh đẹp và hát rất hay. Cuộc đời của những người xa lạ bỗng dưng gắn kết và có những điểm chung khó lý giải. Tôi vừa được tặng thì gặp chuyện liền. Cô cầm lấy đi. Mình đang yêu ai? Không hiểu sao mỗi lần em cần một lời động viên an ủi, em lại nghĩ đến anh. Số phận trớ trêu, đưa đẩy, khiến con gái thuê người ám sát cha mẹ ruột mà không hề hay biết. Anh có biết em dằn vặt cỡ nào khi biết hai mẹ con họ có dính dáng tới hung thủ với ba mẹ em không? Họ không biết gì về những chuyện mà ông Đạt làm trước kia hết. Nếu anh muốn tốt cho anh hai thì đừng nói gì cho anh hai biết hết. Và hãy làm cho anh hai quên Hân đi. Đó là điều anh phải làm. Nếu khi xưa anh hai không cứu con kịp lúc thì chính ba đã giết đứa con gái ruột của mình. Không bao giờ là quá muộn để sửa chữa những sai lầm của mình. Đừng mà anh hai, ông ta là ba của em. Con đường hoàn lương của Soái ngày một khó khăn khi những kẻ giang hồ không dễ buông tha cho anh. Muốn tập chắc cũng phải tốn rất nhiều thời gian. Phải ngồi trước biết bao nhiêu cặp mắt để tường thuật lại cảnh cả chục thằng đàn ông mây mưa với mình thì tao e con nhỏ không đủ can đảm. Quý vị và các bạn đón xem 30 tập của bộ phim Việt Nam Mùi Vị Hạnh Nhân vào 12:45 hàng ngày trên kênh NTV bắt đầu từ ngày 22 tháng 12 năm 2013.